Chào tất cả các em. Trong ngày hôm nay thì thầy cùng các em sẽ chuyển sang cái tiết tự chọn trong chương trình giải tích lớp 12. Đó là chúng ta sẽ học về phần ôn tập lại và luyện tập lại về dạng đại số và các phép toán trên tập số phức. Theo kế hoạch thì các em sẽ học các buổi chiều ở trên đài truyền hình Hà Nội, thì nội dung học thì cũng đã trải qua cái nội dung hết các phép toán trên tập số phức rồi, là các phép toán cộng, trừ, nhân và chia hai số phức. Thì trong ngày hôm nay thì với cái nội dung của tiết tự chọn thì chúng ta sẽ hệ thống hóa lại các kiến thức cơ bản về dạng đại số của số phức và các phép toán trên tập số phức. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng vào làm các bài tập, thì chúng ta sẽ nhìn nhận lại cái đề minh họa năm 2020 vừa rồi Bộ Giáo dục vừa đưa ra, để chúng ta đánh giá xem là đối với chương trình tinh giản thì cái mức độ đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 nó ở mức độ nào. Sau đó chúng ta sẽ so sánh với cái đề thi năm 2019 thi vào năm ngoái đấy, đúng không ạ, để xem đây cái nội dung cũng như cái chuyên đề về số phức thì trong cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia thì yêu cầu mức độ của cái đề là như thế nào. Và cũng trong cái nội dung vào hôm nay thì chúng ta cũng xem xét thêm một cái đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 với hệ thống 10 ví dụ thì chọn ra, thì mục đích để chúng ta ôn tập lại các kiến thức, làm quen với các dạng bài mà thường xuyên xuất hiện trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ có kế hoạch ôn tập, xây dựng cái đề cương ôn tập thật tốt về cái nội dung chuyên đề này. Về phần thứ nhất, đó là các kiến thức cơ bản về dạng đại số và các phép toán trên tập số phức. Thì chúng ta đã biết là về định nghĩa của nó, đúng không ạ? Thì cái số y ở đây thì được gọi là đơn vị ảo mà thỏa mãn điều kiện là y bình bằng trừ 1, gọi là đơn vị ảo. Mọi số phức z thì có dạng là a cộng ib hay là b, trong đó nhớ rằng là ab là số thực, đúng không ạ? A thì được gọi là phần thực, b gọi là phần ảo của số phức z. Nhớ chỗ này là b chứ không phải là bi đâu nhé. Đấy, hai số thực a và b này nhé. A gọi là phần thực, b gọi là phần ảo chứ không phải là bi gọi là phần ảo. Tập gồm tất cả các số có dạng như thế này, a cộng bi, trong đó ab là số thực như này, thì gọi là tập số phức. Đấy. Cho nên chúng ta thấy một điều là mọi số thực thì đều là số phức cả, đúng không? Cho nên tập số thực sẽ là tập con của tập số phức. Ký hiệu là đây là C. Cái kiến thức thứ hai mà chúng ta cũng đã được học rồi, ở đây thầy tổng quát lại, đó là khái niệm về hai số phức bằng nhau. Chúng ta còn nhớ không? Bạn nào nhớ? Khi nào thì hai số phức bằng nhau ạ? À, chúng ta thấy rằng là người ta định nghĩa là phần thực thì bằng với phần thực, phần ảo thì bằng với phần ảo. Đây là hai số phức bằng nhau. Một số những khái niệm nghĩa khác, ví dụ khi cái số phức z bằng a cộng ib này, mà khi b bằng 0 ấy, thì số phức z này chính là số thực. Z là số thực. Cho nên cũng để khẳng định là tại sao tập số thực là tập con của tập số phức, tức là tập số phức nó rộng hơn. Còn khi mà phần thực a bằng 0 thì số phức z của mình có dạng này là bi, đúng không? Gọi là cái gì? Thì số phức z thì đấy người ta gọi là số thuần ảo. Như vậy chúng ta từ đây chúng ta phải nhớ là điều kiện một số phức là số thuần ảo khi và chỉ khi là phần thực bằng 0, a bằng 0. Đấy. Một số mà chúng ta rất hay dễ bị lừa đó là cái số phức 0. 0 thì nó có dạng là 0 cộng với 0 nhân y, đúng không? Thì số này nó có tính chất vừa là số thực vừa là số ảo. Đấy. Nó là số thực cũng được là số ảo, nó mang tính chất là như thế. Vừa là số thực vừa là số ảo. Đấy là các định nghĩa cơ bản. Khái niệm tiếp theo ở trong phần lý thuyết đó là mô đun của số phức, người ta định nghĩa như thế nào? Chắc em còn nhớ chứ? À, người ta ký hiệu là như thế này, đọc là mô đun nhé, mô đun của z. Đấy, và được định nghĩa là bằng căn bậc 2 của phần thực bình cộng phần ảo bình, tức là a bình cộng b bình, gọi là mô đun số phức z. Như vậy mô đun của một số phức nó chính là một số thực. Thế nào là số phức liên hợp?
Nào. Thì số phức Z có dạng là A cộng IB ấy. Thì số phức liên hợp của số phức Z ký hiệu là gì, các em còn nhớ không? Và được định nghĩa như nào ạ? À, ký hiệu là Z ngang. Và định nghĩa chính là bằng A trừ BI. Như vậy giữa số phức Z và số phức Z liên hợp chúng ta thấy rằng có đặc điểm gì đấy ạ? Phần thực là giống nhau, phần ảo là đối nhau. Cái kiến thức thứ tư là các phép toán trên tập hợp số phức. Bây giờ thầy cho hai số phức Z1 và Z2 thì bây giờ các phép toán thực hiện ở trên nó là có phép tổng hiệu tích và thương đúng không? Cộng hai số phức thì làm thế nào? Cái này rất đơn giản đúng không? À, chúng ta có phần thực, chúng ta thì lấy với phần thực cộng phần thực này. Phần nào cộng phần nào. Tương tự như vậy, hiệu. Đấy. Thì phép nhân hai số phức thì à đây, nếu số phức Z này thì số đối của số phức Z tức là thành trừ Z này thì có phần thực là bằng trừ A, phần nào là trừ B. Cho nên giữa số phức Z và số phức đối của nó tổng bao giờ bằng 0. Cái này giống như kiểu số đối đấy, đúng không ạ? Phép nhân hai số phức thì chúng ta chỉ đặt là thằng A cộng BI nhân với C cộng DI, chúng ta nhân phân phối bình thường mà thôi, đúng không? Thì nó sẽ ra một số, tích của hai số phức là một số phức, đúng không? Và chúng ta đã biết rồi, phần thực chính là AB trừ BD. À, chỗ này nhầm, chỗ này phải là AC trừ BD nhé. Và chỗ này là AD cộng BC I. Chỗ này là AD cộng BC, chỗ này đánh nhầm một chút. Thực hiện phép chia hai số phức thì người ta làm nào ạ? Còn nhớ không? À, người ta sẽ chuyển hóa bằng cách người ta sẽ nhân liên hợp với số phức ở mẫu. Đấy, thì chúng ta nhớ một điều là Z mà nhân với Z ngang ấy. Đây, Z này mà nhân với Z ngang ở đây này. Chúng ta nhìn thấy chưa ạ? Nó thành là A cộng BI nhân với A trừ BI thì dùng hằng đẳng thức thì A cộng B nhân A trừ B ấy, đúng không? Nó sẽ trở thành là A bình trừ đi BI bình. Mà I bình thì bằng trừ 1, cho nên thành A bình cộng B bình. Đấy, cho nên là cái thằng mô đun của Z bình phương ấy thì chính là bằng, ở đây Z2 nhé, sẽ bằng C bình cộng D bình. Và trên tử chúng ta thực hiện phép nhân hai số phức bình thường. Do đó thương của hai số phức là một số phức mà có phần thực, được tính theo hai công thức này, phần ảo tính công thức này. Nhớ rằng là chỉ tồn tại phép chia hai số phức khi số phức đó là phải khác các số phức không. Đấy là các phép toán cơ bản liên quan trên tập số phức. Thế nội dung thứ năm là biểu diễn hình học của số phức. Thì khi chúng ta xét cái trong mặt phẳng phức XOY, trong đó người ta định nghĩa OY là trục ảo, còn OX là trục thực, thì mỗi số phức Z có dạng A cộng IB được biểu diễn bởi một cái điểm M, đúng không? À, mà có phần thực là A, phần ảo là B, ứng với nó là chúng ta là hoành và tung. À, AB. Thế do đó chúng ta thấy rằng là giữa, nếu số phức Z là có dạng là A cộng IB ấy, thì số phức Z ngang có thì sao? Sẽ có cùng phần gì ạ? Z ngang sẽ là A trừ IB đúng không? Cho nên là số phức Z và Z ngang ấy, nếu điểm M biểu diễn số phức Z và Z M phải biểu diễn số phức Z ngang ấy, thì hai điểm này có cùng hoành độ nhưng tung độ đối nhau, sẽ đối xứng nhau qua đâu ạ? Ở đây chỗ này đúng không? Sẽ đối xứng nhau qua có trục hoành. Đấy, thế còn số phức là số đối của số Z này thì sẽ đối xứng nhau với tọa độ. Nó sẽ có tọa độ là trừ A và trừ B đây đúng không? Chỗ này. Đấy, trừ A và trừ B. Đây là một số trường hợp chúng ta lưu ý khi biểu diễn hình học. Nói tóm lại là với mỗi một số phức Z như thế này thì sẽ tương ứng với nó là một điểm nằm trên hệ trục trong mặt phẳng phức. Đấy, trong trường hợp nếu là số thuần ảo, tức là phần thực bằng 0 thì điểm M nó sẽ nằm trên trục ảo. Còn nếu là số thực, tức là B bằng 0 thì nó lại nằm trên trục OX, là trục thực. Đấy thì đây là hệ thống 5 cái đơn vị kiến thức cơ bản và quan trọng của dạng đại số của số phức. Bây giờ ta sẽ xem xét nó. Nói phần bài tập. Đầu tiên chúng ta xét cái đề minh họa năm 2020. Không biết là các bạn đã làm cái đề này chưa? Thì trong cái đề thi minh họa năm 2020 này theo cái chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục, đúng không ạ? Thì cũng ra hết sức là hợp lý. Nó cũng chỉ có 3 câu thôi. Chúng ta xem thử. Đấy, câu thứ nhất.
tính mô đun của số phức 1 cộng 2y bằng. Đáp án là chắc chắn là đáp án nào ạ? A hay C hay B hay D? Chắc chắn. Đây. Thế thì cái câu 1 này nó ứng với câu thứ 12 trong đề minh họa 20, tức là mức điểm là cỡ 2,4, đúng không ạ? Nhận biết là thông hiểu thôi. Thế thì theo đúng định nghĩa mô đun của số phức thì bằng căn bậc 2 của thực bình của hòa bình, chắc chắn là đáp án nào đúng? Đáp án C đúng không? Tất nhiên nếu như nó có một cái cách tính, chúng ta có thể những loại này ta có thể sử dụng máy tính hỗ trợ, ta bấm cũng được, nó sẽ ra ngay trong môi trường số phức, mình sẽ đăng nhập vào cái môi trường số phức đấy và nhập nó vào, mình sẽ tự tính được ngay những con như này. Có khó lắm không? Đấy. Tình huống thứ hai, cho hai số phức như này, đề bài hỏi là tìm phần ảo của số phức z1 cộng z2 ngang bằng bao nhiêu trong các bốn đáp án này. Thế chúng ta biết ngay rằng là ở đây cái đơn vị người ta muốn hỏi chúng ta là chúng ta phải hiểu thế nào là số phức liên hợp z2, liên hợp là gì này. Đấy, z2 một cộng y liên hợp nó nhiều. Cái thứ hai là phép toán thứ hai ta phân tích kỹ. Cái đơn vị từ này là tổng hai số phức, đúng không? Từ đó chúng ta sẽ đi tính xem là phần ảo của nó là bao nhiêu. Cái này chúng ta thấy là mức độ của nó sẽ là câu 30. Đấy, đề năm 2010 rất là cơ bản, đúng không ạ? Mức độ đây sẽ là bao nhiêu? 6 điểm, đúng không? Đấy, 6 điểm. Thì Z2 ngang chúng ta thấy ngay tổng bao nhiêu, đúng không? Là 1 cộng y tổng 2 số phức vào thì lấy thực cộng thực, ảo cộng ảo sẽ là trừ 2 cộng 2y, cho nên phần ảo của nó là 2 chứ không phải 2y nhé, các em chú ý nhé. Đấy. Cái phần ảo là cái phần b ấy, nhé, chứ không phải là bi. Nào, tình huống thứ 3, trong đề minh họa năm 2020, thì ở câu 3 này các em đoán thử xem nó là mức có bao nhiêu. Nó có cỡ 6,2 trong đề minh họa 2020, đúng không? Cỡ câu 31. Thế thì chúng ta thấy rằng là ở đây người ra đề người ta muốn hỏi một cái gì ạ? Kiến thức thứ nhất là biểu diễn điểm trên mặt phẳng tọa độ là mặt phẳng phức. Cái thứ hai ở đây là cái phép toán tính cái hàm thức 1 cộng 2y này ra, đúng không? Đấy, mình viết khai triển thức này ra, tính toán dạng đại số của nó và hiểu rõ về điểm biểu diễn số phức trong mặt phẳng phức là được. Đấy. Rồi đề 2020 rất là cơ bản. Đáp án A đúng, vì sao? Mình khai triển hàm thức thôi. Đúng không? Y bình 1 trừ 1 cho nên cái này sẽ là trừ 3 cộng 4y. Đúng không? Điểm biểu diễn tốc độ là AB tức là trừ 3, 4. Cái đáp án A đúng. Đấy. Thì rõ ràng là đề năm 2020 này rõ ràng là về chuyên đề về số phức này đã được giảm tải đi rất nhiều. Các em chú ý nắm thật vững các kiến thức cơ bản trong phần hệ thống hóa kiến thức đã nêu ra, đúng không? Và áp dụng vào đây. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ xét cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia chính thức năm 2019, cái mã 101.
chúng ta xem là nó có cái thay đổi gì so sánh với đề thi minh họa năm nay không. Nào, tình huống thứ tư, người ta hỏi là số phức liên hợp của số phức 3 trừ 4y là số phức nào. À, thì rõ ràng cái này thì chỉ chúng ta nắm đúng định nghĩa đúng không, là sao a cộng ib thì có số phức liên hợp là gì, a trừ ib, như vậy chỗ này số phức liên hợp sẽ là gì ạ? Đáp án nào? Đây là câu 13 trong đề năm đó, nó chính đáp án c này, đúng không? 3 trừ 4y thì liên hợp nó sẽ là 3 cộng 4y. Đấy, 3 cộng 4y nhá, nhớ nhá. Các phương án nhiễu này thì cũng không có gì là phức tạp quá cả. Tình huống thứ năm, nội dung của câu 5 là với hai số phức z1 z2 cho trước như này, thì điểm biểu diễn số phức là 3 z1 cộng z2 thì có tổng là bao nhiêu? Nó giống với cái câu vừa nãy mình làm ở năm 2020 đúng không? Để thử xem kết quả là bao nhiêu. Đây thì hồi nãy ở cái câu 5 này nó sẽ chưa có đáp án A, B, C, D ở đây thì đưa ra, chúng ta xem kết quả nó là phương án nào. Đây là câu thứ 25 trong đề thi trung học phổ thông năm 2019 đúng không? Tức là cỡ 5 điểm. Có dễ không? Kết quả chú ý tính toán nhé. Cái này bấm máy tính cũng được mà. Người ta nhầm ngay đúng không? 3z1 thì chính là 3 - 3y này. 3 - 3y mà cộng với 1 + 2y, 3 + 1 = 4 đúng không? - 3y + 2y là - y, như vậy sẽ là 4 - 1. Thế chắc chắn đáp án nào rồi ạ? Đáp án A. A đúng không? Đây, 4 - y này. Thì điểm biểu diễn nó có phần thực là 4 và phần ảo là -1. Đấy, cho nên là được biểu diễn trên mặt phẳng OY, mặt phẳng phức ấy, chính là cái điểm của tọa độ là 4 - 1. Thì đáp án A đúng nhá. Đó là câu cỡ 25 của đề thi năm 2019. Rất là đơn giản. Tình huống thứ 6, chúng ta thử suy nghĩ và làm bài này ra nhát xem cho thầy nào. Đáp án nào? Đã chưa? Nào, bây giờ bạn nào định hướng được cách làm đây? Bây giờ với cái bài này thì chúng ta tiếp cận thế nào? Đấy, thỏa mãn cái phương trình này. Bây giờ người ta hỏi là hỏi module của số phức Z, chứ người ta lại không hỏi là số phức Z nào thỏa mãn thằng này đúng không? Nếu như người ta hỏi số phức Z nào thỏa mãn thì có thể là chúng ta lại thử ngược các đáp án A, B, C, D vào. Lắp vào bấm máy cũng được đúng không? Như vậy bài này bắt buộc chúng ta phải biết giải tự luận. Có cần không? Đấy, thì bây giờ về phần dạng đại số của nó thì mình giải bình thường thôi, đúng không? Chúng ta đoán xem ở cái mức ở cái đề năm 2019 thì câu này nó ở mức bao nhiêu điểm. Đó là câu 34, tức là cỡ 6,8. Đấy, đáp án C là đúng.
À, chúng ta thấy này, nếu mình gọi số phức z là có dạng là x cộng y nhân y đúng không, thì tính được z ngay chưa ạ? Chắc chắn tính được rồi. Lắp ở đây đúng không, chúng ta phải tính toán, vì nếu nó có tham số x y ở đây rồi thì mình không thể dùng máy tính hỗ trợ được. Đấy, như vậy người ta muốn cho chúng ta phải biến đổi cộng trừ nhân, cộng trừ trên số phức nhân trên tập số phức này. Sau đó người ta muốn chúng ta phải hiểu khái niệm thế nào là hai số phức bằng nhau. Chúng ta cho hoành, à, cho phần thực bằng 3 bên này, phần ảo bằng 10 bên này, chúng ta giải hệ là xong đúng không? Đây, mình gọi số phức z là x cộng y nhân y, nhớ y thuộc r. Đấy, từ đó suy ra số phức liên hợp z đây. Được chưa? Thay vào đây, tính toán 3 z ngang cộng y. Đáp vào chỗ này còn thiếu là cộng y nhé. Cộng 2 trừ y nhân x y nhân phân phối ra. À, chỗ này là đúng rồi, vì chỗ này là 3y này. 3y đây người ta nhân ra 3z ngang, tức là 3 nhân x trừ y nhân y này, cộng 3y, 3y triệt tiêu 10y, đây là 7y đây rồi. Đấy, tại sao lại cái con số 7 đây? Sau đó mình nhân phân phối ra. Đấy, ghép vào. Vậy thì vế trái là một số phức mà có phần thực là x trừ y, phần ảo là x trừ 5y đúng không? Vậy thì nó muốn bằng số phức 3 cộng 7y thì chúng ta chỉ cần theo định nghĩa là thực bằng thực, ảo bằng ảo. Giải hệ này, một máy cũng được, ra được kết quả là x bằng 2, y bằng trừ 1. Vậy số phức cần tìm đây. Mô đun của nó thì bằng căn của thực bình của ảo bình căn 5. Đấy là ban A. Đấy, rõ ràng đây, đúng không? Cỡ bao nhiêu? 6,8. Đấy, chúng ta phải làm được bài này năm 2019. Đúng không? Đấy. Thế bây giờ xét đến đề năm 2018 mà đề chính thức năm mã 101 thì chúng ta thấy rằng là năm 2017 thì là một cái đề mà được đánh giá là năm đầu tiên môn toán thi trắc nghiệm ấy, thì đề rất dễ, đúng không? Vô số cái điểm 10 thì mưa điểm 10 rồi, điểm rất cao. Đến năm 2018 thì lại đề rất khó. 2019 thì là nó lại là dung hòa, đúng không? Giữa, gọi là trung bình cộng giữa hai mức năm 2017 và 2018. Cho nên đề 2019 chúng ta thấy đến cỡ con 6,8 điểm nó cũng chưa phải là quá phức tạp. Bây giờ ta xét thêm những đề chính thức năm 2018 để xem cái độ yêu cầu, mức độ của đề này là như thế nào. Về chủ đề số phức, thứ nhất, tình huống thứ 7. Tình huống này cũng rất là cơ bản, chúng ta có thể kết luận được ngay không ạ? Đây, có phần ảo bằng bao nhiêu? Phần ảo thì cái đi cùng với y rồi đúng không? Đương nhiên là d đúng, cái này quá tầm thường. Đấy, cái này là mức độ nhận biết câu 9. D đúng nhá. Đấy, chúng ta chú ý đừng có nhầm lẫn khái niệm. Trừ 3 này là phần thực. Nhớ đấy, trừ 3 là phần thực. 7 là phần ảo. Đấy, đương nhiên chọn D rồi. Đấy. Sau câu này là câu những thương hiệu chúng ta thấy ngay là câu 8. Trong ý, đúng không? Tình huống thứ 8 nó vẫn là một câu trong đề thi năm 2018 thôi. Thì chúng ta nhìn lại bài này xem như nào. Làm thế nào để tìm được x y thỏa mãn hệ này. Thế thì với cái bài này ấy, mà nếu mất thời gian một chút ấy, thì mình có thể thử thay lần lượt các đáp án A, B, C vào. Nếu một trong ba đáp án này mà đúng thì chọn, còn nếu mà nó không đúng thì chọn D. Đúng không? Như vậy bài này có thể thử được. Đấy, nhưng mà nếu mà làm thì chúng ta lại làm giống như cái đây này, giống như ở trên này này. Đấy, chúng ta phải thực hiện các yêu cầu của bài 8 này là người ta muốn chúng ta kiểm tra các phép toán về số phức và thế nào hai số phức bằng nhau, đúng không? Thì mình tính thôi, tổng hai số phức là gì? Nó sẽ là 2x cộng 1 đúng không? Đó. Phần thực là gì? Phần ảo đây. Phần thực là 2x cộng 1, phần ảo sẽ là trừ 3y trừ 3 đây đúng không? Đấy. Và sử dụng thế nào hai số bằng nhau chúng ta sẽ thiết lập được hệ phương trình. Như vậy ta xem là cái đề năm 2018 này, câu 8 này là người ta yêu cầu mức độ là bao nhiêu nhé? Đấy. Nó chỉ là dưới 5 đúng không? Cỡ 4,8. Đấy.
người ta cộng trừ nhân chia số bước chuyển vế này, rút gọn đến đây. Như vậy hai số bước này muốn bằng nhau thì thực bằng thực, ảo bằng ảo, đúng không? Số bước không tức là có dạng là không cộng y nhân y, cho nên là phần thực bằng không và phần ảo bằng không, để giải ra sẽ là x bằng trừ 1 và y bằng trừ 3. Đấy, và đây là mức độ xét tốt nghiệp hoặc câu này là diễn năm của cái đề thi năm đó. Đấy. Tình huống tiếp theo, câu số 9. Xét các điểm số phức z mà thỏa mãn, đây là một số thuần ảo. Thì trên mặt vòng tọa độ thì tập hợp những điểm biểu diễn số phức z mà thỏa mãn điều chỉnh như này là một đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu? Đấy, chúng ta thử lấy cái nháp ta làm thử xem nào, tư duy làm thử bài này xem nào. Có thấy khó khăn không? Có hiểu đề bài không? Có hiểu đề bài không? Đây. Thì với bài này ấy, chúng ta biết rằng là với mỗi số phức z có dạng là a cộng ib thì được biểu diễn bởi một điểm m có tọa độ là ab trong mặt phẳng phức. Đúng ạ. Thế thì bây giờ giả thiết của bài toán này thì bây giờ mình sẽ thay nó vào, thay z vào. Chỗ này là a này trừ ib này cộng y, đúng không? Chỗ này là a cộng ib cộng 2, chúng ta nhân phân phối. Đấy, nhân nó vào, nhân hai số phức vào. Thì muốn nó là số thuần ảo thì chúng ta phải ép cho phần thực bằng không. Từ đấy mình sẽ tìm lên liên hệ giữa hai cái biến a và b là tọa độ của điểm m ấy. Thì nó sẽ cái liên hệ đấy thì nó sẽ ra là một đường tròn. Và bây giờ mình phải biết được cái đường tròn đấy nó có tâm và có bán kính bao nhiêu thì mình mới khoanh được. Như bài này là không thể nào có thể thử được máy tính. Cho nên mức độ câu 9 này là đề thi năm 2018 người ta yêu cầu nó cao hơn, đúng không ạ? Mình phải nắm vững các phép toán đại số của số phức này, số phức liên hợp này, phép nhân số phức này, thế nào số thuần nào, và hơn nữa là một kiến thức của ở lớp 10 về phần phương trình đường tròn. Câu này chỉ là câu 30 của đề thi năm 2018. Đấy, chúng ta thấy đây, gọi số phức z có dạng là a cộng ib, thế thì mình tính z ngang là a trừ ib đây cộng y nhân với z cộng 2, thì chúng ta thấy rằng là phần đây là phần thực là a này, phần ảo là 1 trừ b, thằng này phần thực là a cộng 2, phần ảo là b, còn nhân phân phối bình thường nó vào cộng trừ nhân chia rút gọn thì ra đến đây. Đấy, ra đến đây thì bây giờ chúng ta thấy rằng là điều kiện để nó là một số thuần ảo thì bắt buộc cái phần này này là phần thực này là bằng không. Đấy, phần thực này bằng không. Thì đây chúng ta sẽ biến đổi bằng cách thêm bớt thì, đúng không? Nó ra hàm đẳng thức này. Đây chính là phương trình chuyển động hay là phương trình của một cái đường tròn mà có tâm là trừ 1, 1 phần 2, bán kính sẽ là căn 5 phần 2. Đấy, bán kính căn 2, cho nên chúng ta sẽ chọn vào đáp án C. Đấy, nhìn nhận lại cái câu 9 tức là câu 30 của đề thi 2018, chúng ta thấy rằng là cái đòi hỏi về mặt kiến thức ở cái câu 30 này là gì ạ? Cách làm, đúng không? Cách tìm tượng điện. Cái thứ hai, thành thạo các phép toán đại số, hiểu thế nào là số phức thuần ảo, và vì phương trình đường tròn thì chúng ta mới làm được.
đấy là cỡ 6 điểm để thi 2018 nhé. Tình huống cuối cùng trong cái tiết tự chọn ngày hôm nay mà thầy muốn chúng ta nghiên cứu, đó là câu tình huống thứ 10. Người ta hỏi là có bao nhiêu số phức Z thỏa mãn điều kiện đạo thức này. Chúng ta thử suy nghĩ làm cái này trong vòng 3 phút xem nào. Có bạn nào định hướng không? Đấy. Người ta hỏi về số lượng nhé. Số lượng là có bao nhiêu số phức thỏa mãn này. Thì bản chất là có thể đi tìm số phức, đúng không? Tìm tất cả các số phức Z mà thỏa mãn điều này. Đấy, chúng ta cũng không thể sử dụng máy tính để có thể xử lý được con này. Người ta hỏi về số lượng, đúng không? Thế thì ở đây ấy, chúng ta thấy rằng là cái này là cỡ 3,8 là cấp độ vận dụng rồi, đúng không? 7,6 trong đề thi năm 2018 không hề đơn giản một chút nào cả. Thế thì chúng ta thấy rằng là mô đun của một số phức Z là một số thực, đúng không ạ? Ở đây là Z, bên này Z, cho nên chúng ta có thể là chuyển vế đổi dấu và gom cái thằng Z nó vào. Đây, hướng dẫn đây. Đấy, chúng ta sẽ gom cái thằng Z này vào. Được chưa? Đấy, và chúng ta ở đây sẽ sử dụng một cái tính chất ở trong sách giáo khoa là mô đun của một tích thì bằng tích các mô đun. Nha, nó có cái tính chất là mô đun của Z1 nhân Z2 thì bằng mô đun của Z1 nhân mô đun Z2. Thì chúng ta lợi dụng ở đây, sau khi chúng ta nhóm Z ra này, đây chỗ này có Z là 5 trừ ghi nhóm vào này. Thì đây là một số thực này, à đây là một số phức này, đây cũng là một số phức. Cho nên chúng ta lấy mô đun hai vế. Đấy, hai số phức bằng nhau thì có mô đun bằng nhau mà. Lấy mô đun hai vế thì mô đun của thằng Z này thì bằng, đây. Lấy mô đun hai vế thì mô đun của Z là Z, còn mô đun của anh này thì bằng căn của thực bình. Tức là mô đun của Z chỉ 5 bình đây, cộng phần ảo bình là 1 bình. Còn mô đun của vế bên tay phải này, đúng không? Thì cũng bằng là thực bình là 4 mô đun Z bình cộng ảo bình là 4 mô đun Z trừ 2 bình. Đến đây chúng ta ra được một phương trình đấy, vô tỉ với ẩn là mô đun của Z. Cho nên ta đặt T bằng mô đun của Z. Phương trình này chúng ta giải bằng cách khử dấu căn bình phương lên. Nó ra phương trình bậc 4 đấy. Phương trình đấy chúng ta thấy rằng là nó có một nghiệm T bằng 1, đúng không? Thế còn cái chỗ cái phương trình còn lại là T lập trừ 9 T bằng 4, ta bấm máy thì nó sẽ ra được tổng là có 3 nghiệm phân biệt lớn bằng 0.
Và vì phương trình này có 3 nghiệm phân biệt, tức là có 3 môn khác nhau, cho nên nó sẽ có tổng là 3 số thức thỏa mãn. Cho nên ta sẽ chọn được phương án phương B. Đấy, có 3 số thức thỏa mãn. Đấy, gọi được bấm máy tính nhé. Đấy. Thế thì thông qua 10 cái ví dụ và lọc từ các đề thi minh họa năm 2020, đề năm 2019 và đề thi chính thức năm 2018, chúng ta thấy rằng là tùy theo cái giai đoạn lịch sử khác nhau thì cái chủ đề về số phức này người ta yêu cầu về kiến thức khác nhau. Nhưng tựu chung lại, để các em nắm và xử lý tốt cái chuyên đề này thì chúng ta phải nắm vững về các khái niệm cơ bản và các phép toán của nó. Thế là phần lý thuyết ban đầu ấy, và biết vận dụng vào các tình huống cụ thể. Còn tùy theo cái mục tiêu của chúng ta là muốn phấn đấu, đúng không? Dùng cái điểm đấy để làm xét tốt nghiệp vào những trường đại học ở cái mức độ nào thì mình sẽ cần phải tự tìm hiểu, nghiên cứu, lấy đọc thêm các tài liệu, đúng không? Để mình nắm bắt thêm các nội dung liên quan chủ đề. Cái phần bài tập về nhà thì thầy đã chọn ra 20 bài tập đấy, về dạng đại số của số phức. Đấy, có 20 bài tập này để các em thử làm. Thầy sẽ gửi, đúng không? Cả file để có 20 bài đấy, liên quan đến dạng đại số của số phức này. Tìm phần thực phần nào, phần mịn. Sau đó chúng ta làm thêm, đúng không? Cái ý thứ hai là so sánh để làm những đề minh họa năm 2018 với 4 tình huống của số phức. Ở các câu là câu 1, câu 20, câu 20 liên quan đến phương trình bậc 2 về hạn phức này. Cái này chưa học ở trên lớp này, mới bữa sẽ học trên Đại học Hà Nội. Cái câu 38 và câu 16. Bài học của Tam hay đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các em.